Hello, chào tất cả anh em nhé. Nay chúng tôi đi suối đánh cá, như là picnic và ăn uống ở suối. Đây, chia sẻ với các bạn một cái video về chúng tôi ở miền núi đi đánh cá suối. Trong quá trình đánh thì do cái điều kiện nên tôi không quay được, chỉ là quay quá trình nướng cá rồi uống rượu đấy nhá. Mời các bạn tham gia cùng chúng tôi. Đồ nghề: rượu, muối, dao, chén, ly, uống. Ngồi đây chỉ chẳng nắng à? Sẽ nắng không? Nắng đấy. Rồi các bạn nhá, đây là giả của Nam này. Đồ nghề chúng tôi đi rừng là có giả của Lam này. Đấy, cái rau giả của Lam này. Nó có bánh nữa. Cái bé này có cân lam long không? Không được. Ô, lần này thì có mà ăn xác ăn được nữa, khác ăn thoải mái. Có mày. Nhảy. Chú bộ cốp nó nhiều nhỉ? Con nhá. Để mà không tụ sang xây luôn. Vâng, chúng tôi được ở cái bãi bằng bằng này, gọi là có một địa điểm khá hay. Có thể nhóm lửa nhóm củi mà ngồi khá rộng. Củ chuối. Cái này ăn sướng á. Ừ, cái đồng này. Dùng củ chuối này. Đây là nồi đúng không? Cười hết đi. Đi đi. Rào của Lam. Để ngặt rào của Lam. Cái gì vậy? Nướng luôn á? Chín chưa? Chín chưa? Chín rồi, quá chín. Ừ. Rồi nóng đấy. Đưa từ lửa ra trận nóng. Ừ. Ừ. Nướng sống luôn đấy. Đây. Ây da. Đấy. Giờ này trưa rồi, đói quá, tranh thủ làm một con luôn. Ừ. Ăn này mới dân dã này. Con lớn con bé. Ôi dồi, mấy bạn nhá. Ăn phần đuôi đây, đứa cái đầu chứ chín kỹ đâu. Bạn ăn kiểu này mất ngon thật. Ăn nhiều không? Ăn cả con. Này. Ăn này. Thế rồi, ăn này. Này mới ngon. Công nhận ngon. Tranh thủ làm một con chơi anh em ạ. Ngặt rào của Lam đi. Nhưng mà tí nữa đừng vứt dây nhá. Cái rào của Lam này. Để em lấy. Lấy về làm chè. Như non thế này. Dây nó với lấy về phơi khô để làm chè. Dây ăn nhiều không? Giả của Lam này.
thế mới ngon. À nó để nướng 3-4 con luôn. Đói á. Nó chống đói á. Không, tí nữa ăn thôi, để gì ăn thôi. Nướng ở mầm luôn á. Trong này ăn. Đói lắm rồi à? Đây này, con này, này. Đói lắm đi, xúc rồi. Còn nhiều mà. Đây đi. Bắn đầu quá, im ăn đúng. Chống đói. Clip lên chân vãn. Ăn bao giờ chưa? Ăn rồi, đợt trước đi. Đợt vừa rồi ấy, đợt lấy gỗ hay sao ấy. À, ừ, yeah, lấy gỗ nhỉ. Chả biết đợt làm ở trên câu này. Lấy gỗ ghê ăn mà. Ừ. Cái này già quá, không lấy. Ngon. Cuốn cái gì kia? Cuốn cái này ra để ăn đỡ nó phải cuốn dưới. Nó rát nhỉ. Nhặt tiếp đi. Trên khung nướng cá. Đâu, cho anh một con đi, đói lắm rồi này. Con bé đấy, bé đấy. Con bé à? Nhìn con to đi. Biển này, chia nửa này. Này, xé ra nửa đi này. Hơi nóng đấy. Đáng giờ hoàng đạo đúng không? Chán đấy. Không có ớt. Lá chi thì khoai. Ăn này không sợ đau bụng mà. Đúng rồi. Nó này còn đâu. Cây không? Cái đuôi này. Thì đéo chụp cây, thì đéo chụp cái kia nữa. Biết được rồi chứ. Ăn như người rừng ấy. Bộ tộc rừng mà. Ăn như chưa được ăn bao giờ ấy. Bây giờ 12 giờ trưa này. Nhìn chắc chị trẻ cho. Đời nó. Cắm tọt vào lại khuê mà chính rồi. Tọt lòng với bên tàu được trăm ngày đó. Ăn như người rừng ấy. Đấy à. Dạ khôi à. Đó. Ôi. Cái này không ớt. Được, cả đâu. Không có ớt. Lá chỉ mẹ nấy hồ lá. Ơ, hai cục với bên. Ngon. Tạm nữa. Một tí nữa. Tọc tạch mấy con vào nó ấm bụng rồi. Hai tiếp ổ. Kéo kinh tóng. Ui, một nồi này lấy. Tí nữa lấy giảo của Lam đi lò. Tí nữa là nó sôi phát là múc ra. Đấy đi. Nhà khổ Lam chỉ cần nóng là nhúng xuống ăn được mà. Mấy anh nhìn trăm đấy không? Đúa tự vót. Thôi xếp. Đúa tự vót nha. Ê. Tự chế đúa luôn. Đây là đến đúa này. Nướng cho nó dễ đây. Vâng. Thì có kẹp đi mà. Ừ. Ông Sơn nào? Ông A đấy. Nó thích kiểu này á? Ừ. Khói thế. Cái này nếu mà có cái kẹp nướng hay hơn nhỉ? Cháu bếp mấy tặng mấy hết mình đi. Cá nướng. Cá đây. Làm cuối kẹp không thì được không? Nhá, 4 minh.
Ồ, hết thử quá, thử quá. Dơ đúa. Đào đi anh, chảy đấy kìa. Ui, sẵn đất đất. Run rồi, chưa được ly nào đấy. Thế. Xuống nước này không được tí nào rồi. Chưa được ly nào nè. Mình đi xa này hơi thiếu đồ nghề một tí, nó. Kẹp nướng này, kiểu... Thấy chưa? Nướng bình thường được rồi. Được ký đi anh ạ. Được, chúng tôi đang nấu cá bờ suối. Cái này lấy em về hàng bát rồi ăn thoải mái. Rồi rồi, xong đây rồi. Mỡ ổn ăn á. Nè. Ly này rửa chứ Đức. Ly à? Rửa. Em biết đi rửa cái đi. Rửa. À cái này phép cần cứu này lấy về sao như sao rau cải phải không? À, ăn được mà nó, phải không? Ừ. Thì em lấy bó về ăn nhá. Nắm về ăn. Vâng, hôm nay chúng tôi đi suối, chúng tôi đánh cá suối và đang nuôi cá. Đây là hoạt động thường ngày của người dân miền núi chúng tôi. Mời các bạn tham gia cùng tôi nhé. Chia sẻ với các bạn thế đó. Các bạn nếu mà thấy thích những hoạt động của tôi thì hãy like cái video và đăng ký kênh miền núi để tôi có động lực quay video chia sẻ tiếp nhé. Chia sẻ về cuộc sống miền núi thôi, không đặc biệt cả. Ăn uống, uống rượu, giao lưu, văn nghệ, văn rừng. Ta về đây là cảnh rừng sâu. Cảnh rừng sâu ấy. Xung quanh không có nhà đâu. Xa phết đấy. Trên núi đá cao. Quanh đây là cái thửa ruộng của người dân đây đấy, nên là chúng tôi thửa ruộng của người dân ở đây nên chúng tôi tranh thủ được cái bãi ruộng này để chơi thôi. Nhìn cái suối vậy thôi mà nhiều cá các bạn, nhưng mà là chỉ quăng răng
răng lưới ấy, chứ còn không câu được đâu. Lên rồi, nồi cá sắp chín rồi, cá nướng sắp xong rồi. Luộc xong là một xô rồi này. Cái này phải ăn như này mới phải ăn như người rừng thôi. Nhè. Quên mất không lấy ớt nhỉ, lấy muối nhiều tí nữa. Muối lên thôi. Quay vào thôi, lại tự tìm ghế rồi. Bắt đầu vào trận thôi. Ừ. Đấy, ăn cá mới năng đấy. Đấy, ăn như người rừng. Đi suối ăn như người rừng ấy. Chào con cái rồi. Thế. Để lấy năng khăn đi, đặt khăn đi. Đỏ thù lắm. Đỏ. Khánh đi đâu ấy? Nó về. Về nhà. Ừ. Không qua bảo ông về. Cho anh Biển chén to nhất đấy. Chén to như nhau hết. Ừ. Anh to nhất rồi dùng ly kia chứ. Chắc. Hơi nhỉ? Một ly nữa. Mời nhá. Ừ. Mời anh nhé. Cảm ơn anh em nhé. Đi suối. Nhớ bẹp này thôi chứ. Cạn vơ, ly đầu tiên cạn vơ. Ừ. À, rượu này uống được nhỉ. Hay là ở dưới. Dạ, ghế đây. Lấy ghế đây ngồi. Ăn gần không? Thế giờ, lâu lắm không ăn kiểu này mà. Trong ngoài nhỉ. Ừ. Ê, chơi hẳn xô này. Nào cục chuối đó. Mời anh em ạ. Dạo cổ làm xuống một lúc. Cổ làm cầm kia. Chín chưa? Chín nè. Quá ngon. Quá ngon. Cái này cần nướng này không? Không. Mềm mềm rồi. Bạn nói đấy. Là miếng dạo của Lam nào? Thích lấy. Mấy em mình tốn bức lắm. Bỏ quen thay nhé. Bỏ quen thay nhé. Ngon miếng dạo của Lam nào? Cảm lắm ta chỉ mong ngày bán đúng không phải cảm lắm đúng một chẳng lắm mong ngày chẳng nhìn cái xô này họ choáng ấy nhỉ. Nấu chưa? Chờ xô. Tức ăn vào đây đi. Nấu đến vào đây đi. Đặt thân không?
lão chín như thế rồi. Lão ở khúc bả. Ăn như người rừng. Nè mời anh ly nữa. Này. Vài ly nữa đi. Ôi bánh trưng cái này đen á. Đen. Bên kia lại bằng chính vàng à? Ấy à, làm lắm á. Cái bánh đó. Cái mò nhưng mà ăn thôi, mọi đứa. Thấy ạ, chắc là bùng đấy. Mò kém phải không ạ? Còn đồ tinh đi. Chuối. 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 Bột thì chưa? Ừ, cho vào nốt đi. Chanh. Ừ. Thế này đảo của Lao nó mới chín mà. Còn này đảo bán tới khi mà thì bán một la nghề tiêu này. Bên trứng nhà ai này? Làm miếng đi. Nên sắp đi muối thì phải lấy muối nhiều vào một bát đấy nhỉ? Đúng. Ít quá. Nè. Lại là ít quá. Ừ. Một cái. Là bà lao mình chưa. Sao nó ngọt đấy, bánh vậy? Đúng rồi. Cái như ướp một tí muối. Thôi. Ừ. Cá này bốc tay. Lần sau phải lấy muối nhiều này nhỉ. Kẹp này. Muối mới chính nhá. Hoặc là lấy bột canh đi để chấm cái cá này nướng nhỉ. Ớt nữa. Mình không ấy. Không phải chút giảm mặt. Ừ. Ồ, lá cũng hết đấy. Đúng không? Ừ. Sao không? Đây, đập cân, không biết nó sẽ chặt thì chặt được. Đợi, đợi. Qua về đến nhà này làm hết một pet nữa. Một ba. Mệt không? Mệt chứ. Cơm tối không ăn được đâu mà. Không, sẽ đây thôi, làm hết xong ngủ luôn. Thôi em xin tí dạp của Lam ở dưới này đi. Ở dưới đỏ lên. Đó. Làm một con cua đó. Rồi. Nào có làm cua này. Không. Cái này bữa chiến hết bèn mới xuống kìa. Lúc nào xông dài về cha. Bên lúc mà bên chiến này. Không lên rồi bạn ơi. Bỏ đi, bỏ đi. Không nên ăn rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Nha, không có chấm nè. Nhau chấm nè. Cái bị hành quen. Bỏ đi rồi. Không nguyên, nó không chín đâu. Bỏ đi bạn. Vứt mệt đi. Ừ, được này. Để cho lỡ. Chấm. Cô chết đi nhỉ. Ừ. Đâu. Người rừng đâu. Đó anh, cái anh. Ngồi đi. Ngồi biển. Ừ. Đã
gạo. Đấy. Đây biển, ra bên kia cái này. Thì ăn rau rào và lam đây. Cái thủ ổn đấy. Được bệnh. Là đồ ăn. Ừ. Uống rượu vừa ăn rào của lam. Giải hết. Tươi à? Tươi. Nào, mời anh to nhất nữa. Biển. Anh Biển đây to nhất rồi anh nhỉ? To nhất rồi. Đây. Ý à, rượu ngon, cá ngon, cua ngon. Cái gì cũng ngon hết. Cái giờ sắp chết đói mà rừng như thế này thì ngon nhỉ. Cái này thì má nó ức. Con này nó cầm hàng ức mà ra trước nó đen như này. Đúng rồi. Cá. Con từ hàng ra trước. Nó đen. Cá chín thì im rồi. Cá nướng thì kiểu gì chẳng đen. Quả càng này giống như con tôm ấy. Đây nhỉ mà. Ừ. Bánh đi, vâng. Ừ, ra miếng ấy. Gió rượu mới đi nổ. Từ này tí. Nước còn cần, thế rồi xả còn cần mất. Đây là nhìn. Nhà mới cầm bắn thêm rồi. Đây là một thằng tật. Có mấy cái cửa. Vâng, đi. Vâng. Ngay nhá. Nhiều. Tuần này không về nên anh chơi gì. Rượu đi. Khánh hôm qua bảo không về, sao không về nhỉ? Về mà. Chắc chiều hôm qua về luôn à? Sáng nay mới về thôi. Dạ. 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 Rượu. Đúng lên. Đấy, lên cùng nhau lên đi. Đúng rồi. Hết một nửa chưa? Còn nhiều ấy. Quá nhiều luôn. 3, 6, 7 người không ăn hết xô này đâu. Ăn hết xô này không? Hết. Kèm rượu nữa, hết đấy nhỉ. Đi nữa không hết thì bắt. Bán thằng bán. Bán hết đấy nhỉ. Làm cục chuối trong đây nè. Đấy. Ăn giống lợn chưa? Mấy khi ăn giống lợn nhỉ? Nhà ăn giống lợn đâu? Ra đây mới ăn giống lợn nhé. Ăn như thế mà ngon. Đúng ra cái chuối này càng dừ nó mới càng ngon. Chuối nhỉ? Nó Nó dừ muối nó thấm vào trong nó ngọt. Làm một check đi. Bác sẽ cứ đi mua lúc. Nào bạn. Đây bạn ly này. Cảm ơn nhé. Nay không về lên đây. Hôm qua gợi ý thế là về cũng bảo anh em đi luôn rồi. Ra đây luôn hả? 7 giờ thức thì gọi đi luôn.
Đây, nhá. Ây da, trời ơi. Thôi á, không gây chừng. Thôi, lúc 5 rồi. Mày em nhé. Đang chỉ lấy phép xe, anh bạn điều chút.